Christine Bridges and Leona Rose qua nhạc phẩm Imagine. Chúng ta tưởng tượng một cái đời sống hạnh phúc, một cái đời sống mới, mọi người thương yêu nhau. Đó là một nhạc phẩm mà John Lennon đã viết. Đó là cái sự mong muốn của ông trên toàn thế giới, hòa bình và hạnh phúc. Thank you so much. Enjoy the rest of the night. Thank you.